Tôi đã phản biện và công kích rất quyết liệt với mẹ mình về cái quan niệm trong cách sống và cư xử với anh chị em trong gia đình của bà. Mẹ làm vậy là sai rồi. Mẹ cứ hiền hiền im im vậy thì đâu phải là tình thương, mà là mình đang dung túng cho cái sai, cái dở của người ta. Không những là mình thiệt thòi ức ức, mà có khi mình làm hư người ta đi. Con thấy vậy là sai hoàn toàn. Để rồi cuối cùng mẹ tôi thở dài. Thôi, mẹ không nói lại con, mẹ sai. Rồi mẹ sẵn được. Sau này mẹ không bao giờ muốn bàn chủ đề này. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Rõ ràng ông bà đã dạy như thế, nhưng mà thẳng thắn đi, mấy ai làm được cái lời dạy của các cụ. Và thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là chúng ta chơi theo đúng cái hệ là khôn nhà dạ chợ. Tức là khôn ngoan đối đáp người nhà, gà con gà mẹ, ngại gì đá nhau. Vì vậy, trong cái video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một cái hiện tượng xã hội nghe có vẻ rất là vô lý và trái ngang, nhưng lại cực kỳ phổ biến. Đó là đon đả, hiền hòa với người ngoài nhưng lại giận dữ và gắt gỏng với người nhà. Và các bạn có tin được không? Cái hành vi có vẻ như cực kỳ vô lý nói trên, khi phân tích và hiểu kỹ, chúng ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra là chúng lại có cái gốc rễ và tâm lý hành vi khá là có lý đấy. Và khi hiểu được cái gốc rễ đó, có khi mỗi chúng ta sẽ nhìn lại được cái cách để làm chủ cảm xúc và hành vi của mình tốt hơn, và khi đó nuôi dưỡng được một cái không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc hơn. Rồi, đi thẳng vào thực tế. Một số biểu hiện trong gia đình mà ngày hôm nay các bạn trong ekip của Quéo có đóng góp, đó là: thứ nhất, từ tốn kiên nhẫn với khách hàng nhưng lại gắt gỏng và cọc lóc với mẹ mình. Ngoan ngoắt chua cay với con cái nhưng với người ngoài thì nhỏ nhẹ đến bất ngờ. Thậm chí đang đánh con, mắng con như hổ gầm, đột nhiên có điện thoại, cái trả lời giọng anh vàng thỏ thẻ trong một nốt nhạc. Đến nỗi mà cái đứa con nó đang khiếp sợ rúm ró, nó cũng quay lên và tròn xoe mắt. Wait a minute. Ngỡ ngàng luôn. Chúng ta rất dễ để dành những lời có cánh, ngợi khen hàng xóm, bạn bè hoặc đồng nghiệp, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ khen ngợi vợ chồng hoặc con cái lấy một lời. Chỉ toàn là than phiền, chê bai, trách móc. Các bạn thấy có quen không? Hoặc cụ thể là riêng với bản thân của Quéo, thì một trong những cái sai lầm dại dột gần đây của mình, đó là thấu hiểu và phân tích đa chiều, từ tốn với khán giả nhưng lại phản biện rất quyết liệt và gay gắt với bố mẹ ở nhà. Lần gần đây nhất mà tôi đã phản biện và công kích rất quyết liệt với mẹ mình về cái quan niệm trong cách sống và cư xử với anh chị em trong gia đình của bà, thì lúc đó tôi rất là bất bình với cái cách mà mẹ tôi thường hay nhún nhường và dễ dãi bỏ qua đối với các cái hành vi và cách cư xử của các cậu của tôi. Thì lúc đó tôi nói là: mẹ làm vậy là sai rồi. Mẹ cứ hiền hiền im im vậy thì đâu phải là tình thương, mà là mình đang dung túng cho cái sai, cái dở của người ta. Như vậy là không những là mình thiệt thòi ức ức, mà có khi mình làm hư người ta đi. Con thấy vậy là sai hoàn toàn. Dĩ nhiên, nếu mà tôi có đủ sự bình tĩnh và có cách lắng nghe và thấu hiểu đa chiều hơn với mẹ của mình, thì tôi đã có thể nhận ra là mẹ của tôi lớn lên trong một cái thời đại và không khí văn hóa khác biệt hoàn toàn so với tôi. Bà trải qua một cái thời thơ ấu của chiến tranh, xung đột và mất mát rất khủng khiếp. Bà mẹ sinh ra trong một cái không gian văn hóa mang đậm tư tưởng phong kiến và tinh thần gia trưởng của nam giới. Đó là lý do mà đối với mẹ của tôi, cái sự bình yên và êm ấm, hòa thuận trong gia đình là điều quan trọng nhất mà bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gìn giữ. Và rồi đối với mẹ, cái việc phụ nữ im lặng và nhún nhường trước những quyết định của một người đàn ông là một hiện thực hiển nhiên trong cái xã hội mà bà lớn lên. Và nếu lúc đó nhìn ra được cái góc nhìn khách quan đó, thì có khi tôi đã thấu hiểu mẹ hơn, thay vì sử dụng những cái nguyên tắc và văn hóa hiện đại để chỉ trích bà. Để rồi cuối cùng mẹ tôi thở dài. Thôi, mẹ không nói lại con, mẹ sai. Rồi sao cũng được. Sau này mẹ không bao giờ muốn bàn cái chủ đề này nữa. Chỉ đến lúc đó tôi mới ngẩn người nhận ra là mình đã thêm một lần nữa gây tổn thương cho bà. Tôi đã ăn hiếp mẹ bằng cái sự hiểu biết và kiến thức của mình. Và chính tôi lại đang tái hiện lại cái hình ảnh của một cái người nam giới gia trưởng và trịch thượng ngay trong chính gia đình của mẹ tôi. Tới lúc đó tôi nhận ra thì nó đã quá muộn màng.
vết thương ấy lại một lần nữa bị khoét sâu hơn trong tâm lý và cảm xúc của mẹ. Sau cái sự việc đó thì tôi ân hận và day dứt vô cùng. Cho nên ngay cả bản thân mình, tôi cũng vướng phải những sai lầm. Còn các bạn thì sao? Vậy các bạn thuộc cái hệ khôn nhà dạy chợ hay là khôn chợ dạy nhà nè? Có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của riêng mình ở trong comment ở bên dưới. Ok? Và thành thật mà nói thì tôi cũng chả biết là mình chắc chắn có chuyển hóa được cái tật xấu này hay không. Nhưng mà trước mắt tôi muốn cùng các bạn phân tích gốc rễ về tâm lý hành vi của cái tật xấu này. Và đó cũng là một cách mà tôi nghĩ là có thể giúp mình thấu hiểu được bản thân. Và biết đâu được có thể giúp các bạn thấu hiểu được chính mình và những người thân trong gia đình của mình hơn. Vì vậy nếu mọi người hứng thú với chủ đề ngày hôm nay thì đừng quên thả like để ủng hộ cái video clip này nghe. Tôi nói thiệt là nhiều người coi clip xong thích quá trời quá đất luôn, cứ chạy te te đi áp dụng mà quên thả like cho quéo và ekip. Cái hành vi thả like sẽ giúp cho thuật toán AI đề xuất nội dung của YouTube nhận ra và lan tỏa những thông điệp của sự thấu hiểu này rộng rãi hơn trên không gian mạng, và rồi sau đó chủ động đề xuất cho các bạn những nội dung thú vị liên quan. Còn lại những ai tới giờ mà vẫn chưa subscribe vô kênh YouTube của Quéo thì nhanh lên subscribe đi, còn có 30.000 fan nữa là Quéo sẽ có được cái nút vàng rồi. Một chặng hành trình quá dài và quá gian nan để có được cái nút vàng cho một kênh YouTube với nội dung về giáo dục. Rồi, mọi người nhấn like rồi đúng không? Bây giờ, let's go. Đầu tiên, tôi xin được nói về cái gốc rễ nha. Các bạn không thể liên tục cho đi cái thứ trong lòng mình không có được. Việc này tôi biết tôi nói ra nó có khi sẽ khó nghe và có khi không ít người sẽ chỉ trích và bất đồng với tôi. Đó là chúng ta không thể áp đặt một cái mong đợi mặc định là tất cả mọi người phải yêu thương gia đình. Bởi vì tình thương là một cảm xúc rất là bản năng và tự nhiên trong lòng của mỗi người. Chúng ta không thể dùng những cái luật lệ xã hội để bắt buộc một người phải yêu thương gia đình nếu như họ liên tục bị bạo hành tâm lý, thậm chí bị xâm hại về thể chất bởi những con người trong chính gia đình ấy. Chúng ta không thể áp đặt là người phụ nữ phải luôn giữ công dung ngôn hạnh trong một ngôi nhà mà cô ấy chưa từng được tôn trọng, chưa từng được yêu thương và bảo bọc. Nếu như người chồng là một kẻ vô dụng, sống ỷ lại gia trưởng và bạo lực, con cái thì nheo nhóc, hư hỏng và láo xược, thì làm sao chúng ta được quyền mong đợi người vợ phải luôn thùy mị, xinh đẹp, phải luôn cư xử nhỏ nhẹ, ân cần dưới cái mái ấm đó. Tôi đang chia sẻ với các bạn những câu chuyện có thật và những số phận có thật của những học viên của tôi trong suốt 15 năm qua. Thậm chí có một bạn học viên đã từng tâm sự với tôi trong một cái phiên tư vấn. Bạn nói là: anh đừng bao giờ hỏi vì sao em không bao giờ có thể tươi cười, vui vẻ với người thân của mình. Trong 20 năm đầu đời của mình, em chưa bao giờ nếm trải được niềm vui và sự hạnh phúc trong gia đình. Chưa bao giờ. Đó là một ngôi nhà ngột ngạt, bế tắc, u uất và tràn ngập sự bất hạnh. Cái ngày em đi du học, đó thật sự đối với em là một sự giải phóng và tinh thần cực kỳ to lớn. Và rồi giờ đây, sau 20 năm, cái không khí ngột ngạt và bất hạnh trong gia đình em vẫn không hề thay đổi. Cho đến ngày hôm nay, em sẵn lòng chu cấp về vật chất, hỗ trợ gia đình. Em có thể cư xử một cách lịch sự và lễ độ, nhưng đừng bắt em phải tươi cười. Vì trong lòng của em, gia đình đó chưa bao giờ có niềm vui. Chưa bao giờ. Lúc đó tôi gật đầu và đồng ý với cô ấy. Đây là một tâm sự buồn nhưng rất là chân thật. Tình thương là câu chuyện của trái tim. Và chúng ta không thể dùng lý trí và luật lệ để áp đặt trái tim của mình được. Dĩ nhiên chúng ta vẫn nên tôn trọng những trách nhiệm và nghĩa vụ trong gia đình. Nhưng nếu trái tim chúng ta ngày hôm nay vẫn còn những tổn thương và thiếu thốn để lại từ những biến cố, những sự việc diễn ra trong gia đình, thì tôi tin là mỗi người nên ưu tiên tìm cho mình thời gian và nỗ lực để thấu hiểu và chuyển hóa những vết thương trong lòng, nhận diện và nuôi dưỡng những hạt mầm yêu thương chân thật. Bởi vì suy cho cùng, bước đầu tiên và quan trọng nhất để mang lại hạnh phúc cho gia đình, đó là bản thân chúng ta phải trở thành một người hạnh phúc và có đủ tình thương ở bên trong trước cái đã. Riêng về chủ đề của các biểu hiện và cách thức chuyển hóa những tổn thương tâm lý thì tôi có làm 1-2 cái video clip trao đổi sâu về nội dung này. Các bạn có thể tìm xem lại trên kênh hoặc là chủ động tìm kiếm các chuyên gia hoặc chương trình tư vấn hỗ trợ chuyên sâu
để giúp mình khắc phục và vượt qua. Ok. Khóa học AYP đồng hành cùng bạn nuôi dưỡng những hứng thú trong cuộc sống và tìm lại mục tiêu chân thật của bạn. Kế đến, nếu như ở trong này chúng ta thật lòng quan tâm và muốn yêu thương gia đình của mình thì thể hiện ra bên ngoài. Câu hỏi, tại sao chúng ta lại có cái xu hướng cẩn thận, cân nhắc từng lời, từng chữ trong cách cư xử nói năng với đối tác, khách hàng và cấp trên, nhưng lại bột chột và cạn nghĩ trong cách cư xử với người thân? Có đúng không đã? Điều này đơn giản là vì chúng ta bị chi phối bởi rủi ro và lợi ích. Trò chuyện với khách hàng, đối tác, chỉ cần sai sót một câu thôi, một ý thôi là chúng ta tức thì có thể mất đơn hàng, mất hợp đồng. Cư xử bột chột với cấp trên là có thể tức thì bị la rầy, chỉ trích, thậm chí mất việc như chơi. Cái rủi ro nó to đùng đùng, nó sờ sờ ngay trước mắt, mình đâu thể nào lơi là được các bạn. Chưa kể là mình phải mang hết cái sự khôn ngoan, hiểu biết ra mà thi đấu với đời thì may ra mới kiếm được việc, mới bán được hàng, mới có được công việc, thu nhập và sự tôn trọng. Tuyệt đối không thể lơi là và dễ dãi được. Ngược lại, khi mà quay trở về với gia đình nè, sau một vài trải nghiệm cục xúc và nóng nảy, nhiều bạn sẽ sớm nhận ra là bố mẹ lúc nào cũng thương mình hết, và rồi sớm muộn gì họ cũng tha thứ cho mình thôi, luôn luôn giang tay chào đón, thậm chí sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mình nữa kìa. Cho nên cái rủi ro khi chúng ta cư xử bột chột với bố mẹ ít lắm. Có câu là con dẫu gì cũng là con của mẹ, đi hết cuộc đời này mẹ vẫn thương con mà quý vị. Hả không? Cái đó mình đâm ra chủ quan. Đấy là với bố mẹ nha. Còn bây giờ đối với con nhỏ thì nó lại càng dễ hơn nữa, bởi vì đằng nào nó cũng không còn lựa chọn nào khác hết. Why are you crying? Mình có nóng nảy, mình cục xúc, mình la mắng thì thẳng mình đập cho nó một trận đi, thì nó vẫn là con của mình, nó vẫn phải ở nhà của mình, ăn cơm của mình. Mình là cung cấp dịch vụ đặc quyền rồi quý vị. Hả không? Cho nên con đâu có lựa chọn đâu. Cho nên là nếu mình vô ý cư xử tệ đi một chút, nhìn lại thấy cũng không mất cái gì hết, con nó vẫn ở đó. Cho nên đó là lý do mà chúng ta có cái xu hướng mang hết cái sự khôn ngoan của mình ra chợ đời và lè phè dễ dãi khi ở nhà. Thậm chí đôi khi tôi luôn tự hỏi là rất nhiều người vẫn luôn miệng khẳng định, hô hào là gia đình là trên hết, nhưng mà rồi chúng ta bỏ ra 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, dành ra không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian, sức lực để học cách xuân xoe, tranh đấu với chợ đời. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã dành ra bao nhiêu thời gian và nỗ lực để học cái cách hiểu con, nuôi con, học cách yêu thương, tôn trọng vợ hoặc chồng mình, học cái cách chăm sóc và thấu hiểu mẹ cha? Câu trả lời là ít hơn rất nhiều, có đúng không? Có khi là không có chút nỗ lực nào. Và nếu vậy thì xem ra cái khẩu hiệu gia đình là trên hết chỉ là mấy cái khẩu hiệu sáo rỗng mà người ta dùng để bán thêm được nhiều bột giặt, dầu ăn và nước mắm thôi các bạn à. Cho nên nếu chúng ta thật lòng ở trong này nè, muốn thương, muốn lo cho gia đình, thì đến một ngày nào đó chúng ta phải nhận ra nhu cầu của gia đình, bên cạnh tiền bạc và vật chất, nó còn có cả tình thương, sự an toàn, ấm áp, sự tôn trọng và thấu hiểu. Cho nên tôi tuyệt đối không phủ nhận cái tầm quan trọng của tiền bạc và vật chất. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua cái chuyện vun xới những giá trị tinh thần, sự yêu thương, thì mái ấm khi đó nó chỉ còn là cái mái, chứ không có ấm. Và gia đình khi đó chỉ còn là bốn bức tường, không hơn không kém. Cho nên không chỉ học cách kiếm tiền, có khi chúng ta còn phải học thêm cái cách giao tiếp, cư xử và nuôi dưỡng sự thấu hiểu và tình thương ở trong gia đình của chính mình. Tôi nói thật đấy, bây giờ mình phân tích thiệt hơn chút nha. Là nếu bây giờ chúng ta nói năng bột chột, bất cẩn với khách hàng, chúng ta có thể mất đơn hàng, thậm chí mất luôn khách hàng đó. Nhưng mất khách hàng này thì mình tìm khách hàng khác. Còn bây giờ nếu chúng ta cư xử kém với vợ, với chồng mình, gây ra tổn thương và rạn nứt cái mối quan hệ đó, không lẽ chúng ta kiếm vợ khác, chồng khác rồi làm lại từ đầu? Rồi giả dụ như là giờ mình kiếm vợ khác, chồng khác, đổi chồng đổi vợ 3-4 lần đi, hả không? Rồi chúng ta lại gây ra tổn thương tâm lý, ức chế cái sự phát triển toàn diện của con của mình. Rồi không lẽ chúng ta đẻ ra mấy đứa khác? Rồi coi như mình đẻ thêm được vài ba đứa, mình làm lại từ đầu luôn đi. Nhưng nếu bây giờ chúng ta gây ra tổn thương cho cha mẹ mình, đánh mất cái mối quan hệ đó, rồi biết kiếm lại cha, kiếm lại mẹ khác bằng cách nào các bạn? Cho nên giao tiếp cư xử với vợ chồng, với bố mẹ, với con cái cũng phải học, phải rèn luyện, phải suy ngẫm,
phải lựa cái thời điểm và lựa lời mà nói cho khéo léo, tinh tế thì mới được việc. Và khi đó gia đình nó mới êm ấm và hạnh phúc được. Tuyệt đối không được dễ dãi, lè phè. Ok không? Nói tới đây, tôi biết có người sẽ phản biện, đó là: anh Trí, nhưng mà thương trường là chiến trường, phải bon chen tranh đấu nên mới cần phải học, phải khôn, phải đeo mặt nạ, phải diễn, phải vác súng ống lên mà chiến. Còn bây giờ về đến nhà rồi, không lẽ tôi không thể ngừng diễn để mà sống thật được à? Mà đã sống thật rồi thì việc gì phải gồng, phải cố, phải toan tính thiệt hơn. Wow, nghe cũng có lý ha. Và tôi nói thật luôn, đây cũng là một thực tế. Bây giờ mình phản biện ngược chiều, quay xe cái nè. Đó là với rất nhiều người thì rõ ràng gia đình dường như là cái nơi duy nhất họ có thể cảm thấy đủ an toàn để buông bỏ hết súng ống, áo giáp, để trút bầu tâm sự và giải bày những cái ấm ức, bức xúc và áp lực trong cuộc sống và công việc. Đôi khi đó chính là giá trị đặc biệt nhất của gia đình, có đúng không? Giống hệt như cái lời bài hát trong ca khúc Về Nhà mà chúng ta hay nghe cái ngày gần Tết của rapper Đen Vong. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà, biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi sức chỉ vì gắn giữ mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với Mai An Tim, bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Để rồi anh chốt lại bài hát với cái điệp khúc là: hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chênh vênh đi về nhà, không có việc gì vậy thì đi về nhà. Ráp ở trong nhà mới dám ráp vậy đó các bạn. Chứ còn ra ngoài đường mà ráp cái kiểu này chắc ăn dép vô mặt luôn á. Cho nên nhà là cái nơi để xả hơi, để trút bỏ những cái gánh nặng và áp lực trong công việc và cuộc sống. Thậm chí trong thực tế, tôi biết có chuyện rất vui, đó là có những người bạn của tôi trong suốt 12 năm phổ thông đi học không bao giờ dám đi vệ sinh ở cái toilet ở trong trường hết. Họ sẽ luôn giữ trong bụng cho tới khi về nhà cảm thấy đủ an toàn thì mới trút bầu tâm sự. Dễ sợ chưa? Cho nên vì vậy, chúng ta làm sao có thể cấm bố mẹ, vợ chồng hay con cái của mình thể hiện cái sự yếu đuối, giải tỏa những cái áp lực của mình với những người thân, với gia đình? Và nếu không thể chia sẻ những áp lực và bế tắc khó khăn trong cuộc sống với người thân thì chúng ta sẽ giải tỏa và chia sẻ với ai bây giờ? Đúng không? Cho nên tôi hoàn toàn đồng ý. Bản thân của tôi, những lúc mệt mỏi nhất thì tôi có cái tật là tôi sẽ thường tìm về nhà bố mẹ, rồi ngồi ăn trưa với hai ông bà cụ, than thở một hai câu với mẹ, sau đó tôi sẽ chui vào cái phản, tức là cái đi băng cũ của ông nội tôi ngày xưa, mà tôi nằm đánh một giấc. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, là dù chúng ta nhịn để về đến nhà trút bầu tâm sự thì cũng phải trút đúng nơi đúng chỗ. Không thể tùy tiện trút bầu tâm sự trong phòng thờ, phòng khách hay phòng ăn được các bạn ơi. Chưa kể là nếu cái phòng tâm sự ấy bố hay vợ mình hay con mình đang dùng thì mình phải nín lại, đứng đợi, đợi đúng thời điểm tới phiên mình thì mình mới được trút. Cho nên xin thứ lỗi cho tôi là tôi dùng cái hình ảnh nó hơi trần tục, nhưng nó rất là đúng các bạn à. Đó là lý do nếu mình có căng thẳng, áp lực và bức xúc thì cha mẹ không bao giờ nên to tiếng và cãi vã trước mặt con cái ngay giữa bữa cơm của gia đình. Đấy là cái việc ngàn lần không nên. Hoặc giả như mẹ chúng ta là người thường hay lắng lòng nghe những tâm sự và giải bày của con cái, nhưng nếu ngày hôm đó mẹ mình cũng đang có những cái khổ sở và muộn phiền của riêng bà, và bà không đủ bình an để lắng nghe và san sẻ, thì chúng ta phải chậm lại một nhịp, hai nhịp, và chúng ta nhẫn nại đợi đến đúng thời điểm để trút bầu tâm sự với mẹ. Các bạn hiểu ý tôi không? Còn nữa là nếu chúng ta ra đường mà chúng ta ăn uống bậy bạ, để rồi cứ 1 tuần 5 ngày chúng ta quay trở về nhà và bắt đầu ói mửa, tâm sự tung tóe
khắp cả nhà của mình như vậy, khiến gia đình khổ sở, mệt mỏi, thì đó là lúc mà mỗi người cũng phải xét lại cái cách mà mình ra ngoài đường làm việc, cái môi trường, cái tính chất công việc và cái mối quan hệ xã hội của mình, vì sao nó lại phức tạp và độc hại đến như thế. Để rồi từng bước chúng ta phải có cách để điều chỉnh và cải thiện cái công việc của mình, để tránh mang quá nhiều những cái toxic, những cái sự độc hại về gia đình. Để rồi khi đó, nếu chúng ta chưa lo được cho gia đình thì chí ít chúng ta cũng đừng là gánh nặng cho gia đình. Thì cái đấy cũng đã là lo cho gia đình rồi. Cuối cùng, tôi nói cũng là nói thế thôi, nhưng mà thật ra nó cũng không có dễ, đúng không các bạn? Rồi thì cũng có lúc bản thân chúng ta không lường trước được, ra ngoài đường trọng thương, rồi lê lết về nhà tạo nghiệp với một cái phiên bản rất là tồi tệ và đầy những cái khổ đau của riêng mình. Thì cuộc sống mà. Cho nên tôi cũng muốn gửi gắm với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, là nếu như một ngày nào đó mình thấy người thân, bố mẹ hoặc là vợ chồng của mình rơi vào một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và họ gây khổ sở cho mình, thì lúc đó có khi chúng ta cũng phải nhẫn nại một xíu để mình tương trợ họ, rồi mình chậm lại một nhịp, mình khoan phán xét họ, hoặc là tuyệt đối đừng vì cái hành vi lời nói của họ trong những lúc yếu đuối để rồi đâm ra quay trở về tự phán xét và giày vò chính bản thân của mình, giống như kiểu chỉ vì mình là một cái cô vợ không ra gì cho nên chồng mình mới nói như thế này thế kia, chắc hẳn mình là một đứa con ngu dốt và vô dụng nên bố mình mới nói thế nọ. Cái sự giày vò này khiến chúng ta rơi vào cái sự mặc cảm, tự ti, và rồi tự gây ra thêm cho mình những cái tổn thương tâm lý không đáng có. Để rồi nếu được, đến ngày hôm sau khi chúng ta bình tĩnh lại thì mình có thể tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với họ trước khi về nhà ngày hôm qua. Rồi dĩ nhiên là lúc đó nếu mà họ vì chơi bời lêu lỏng làm những cái chuyện tào lao bí đao ngoài đường thì chúng ta dắt họ vô phòng, chúng ta thẳng thắn xử lý đến nơi đến chốn luôn. Nhưng ngược lại, nếu họ cũng vì bươn chải và áp lực quá sức cho công việc, hoặc là vì va vấp với những cái thử thách biến động mà sinh ra những cái suy nghĩ và hành vi nông nổi, thì khi đó thay vì chúng ta oán trách, chỉ trích thì mình có thể thương họ hơn, đón nhận cái lời xin lỗi của họ, nâng đỡ, cố vấn và đồng hành cùng với họ để thay đổi. Suy cho cùng, sức mạnh thật sự của gia đình nó đến từ tình thương. Mà tình thương thì được nuôi dưỡng bằng 3 thứ: sự thấu hiểu, thành thật và thẳng thắn mà chúng ta dành cho nhau. Cuối cùng, nói đến tình thương thì thầy Thích Nhất Hạnh có luôn nhắn nhủ là tình thương phải đi kèm với trí tuệ. Tình thương mà không đi kèm với trí tuệ và sự hiểu biết sẽ gây ra sự tổn thương cho cái người mình thương. Để rồi khi mình càng thương, người ta lại càng bị tổn thương. Đây là một cái thực trạng đau đớn mà tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần, từ các cái học viên của mình, từ những cái đứa con bị tổn thương cho đến những ông bố bà mẹ gây ra những cái tổn thương cho con hay cho vợ, cho chồng của mình. Đó là chỉ vì họ quá thương con mình, quá thương người thân của mình, cho nên họ đâm ra lo lắng, sợ hãi và áp lực. Và thế rồi họ áp đặt, cấm đoán, gò ép, thao túng người thân của mình, cốt chỉ để cho họ an toàn, để cho con mình mai này nó đừng có khổ giống như mình, nó thành công và hạnh phúc hơn mình. Nhưng trớ trêu thay, cái tương lai ấy chưa thấy đâu, mà trong thực tại, con em của mình họ đã bị vô vàn những cái tổn thương và khổ sở. Đây cũng chính là cái động cơ mà ngày hôm ấy tôi đã gây ra tổn thương cho mẹ mình. Đó là vì tôi thương bà quá, tôi không cam tâm nhìn thấy bà bị ức hiếp, bị thiệt thòi. Thế là tôi lại quay ra ức hiếp bà để hòng thay đổi cái nhận thức và hành vi của bà, để bà cư xử một cách quyết liệt hơn, cứng cỏi hơn, theo đúng cái cách mà tôi mong đợi. Đấy là cái sự nôn nóng, hấp tấp, là sự vô minh đấy các bạn. Và mấu chốt của sự thất bại ấy là mặc dù tôi nhân danh tình thương, nhưng mà tôi không nhận ra là mình đang hành xử bắt nguồn từ cái năng lượng của sự giận dữ và bức xúc. Sự giận dữ không thể nuôi dưỡng được tình thương. Và chỉ có sự điềm tĩnh thì mới đánh thức được trí tuệ và sự khôn ngoan, để ta có thể nâng đỡ và tương trợ cho người mà ta thương. Tôi nói ra điều này là để tự nhắc nhở bản thân mình phải không ngừng rèn luyện mà học hỏi mà thôi, chứ thật lòng cũng không dám khuyên bảo gì mọi người. Thôi, để tóm lại cái video clip chia sẻ ngày hôm nay, thì có thể các bạn chờ đợi một cái list của những cái hành động cụ thể, phải nói câu này, phải làm thế kia. Nhưng mà tôi rất tiếc, đấy là cái điều không thực tế. Bởi vì mỗi cây mỗi hoa, mà mỗi nhà mỗi cảnh.
làm gì có một cái công thức chung cho tất cả những mối quan hệ được. Chỉ là nếu mỗi chúng ta nỗ lực để nuôi dưỡng cái sự điềm tĩnh, thấu hiểu và thành thật của chính mình, thì tôi tin là đến đúng thời điểm, mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn ra được cái cách cư xử khôn ngoan, chân thành và phù hợp nhất cho riêng mình. Kết lại cái câu hỏi đó là bây giờ phải khôn nhà dạy chợ hay là khôn chợ dạy nhà, thì tôi nghĩ là cả hai đều không nên. Bởi vì đẹp trai thì tại sao phải dạy hả các bạn? Tôi nghĩ là hay nhất là chúng ta nên khôn chợ và thật nhà, khôn ngoan sắc sảo trên thương trường, thành thật thấu hiểu ở trong gia đình. Thì tôi nghĩ nó nên là như vậy. Các bạn có đồng ý không? Chương trình tư vấn và huấn luyện điều hướng sự nghiệp Career Navigation được dẫn dắt bởi anh Nguyễn Hữu Trí cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ giúp bạn xác nhận điểm mạnh bản thân, nghề nghiệp phù hợp, tìm hiểu cơ hội, nghiên cứu thị trường, được chính anh Nguyễn Hữu Trí đồng hành huấn luyện, xây dựng chiến lược phát triển, nghề nghiệp cá nhân hóa,